Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi video chia sẻ về kế toán của tôi. Thì cái buổi hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề rất là hay, đó là nhiệm vụ và sai lầm của kế toán kho mà chúng ta cần biết. Đã là kế toán thì chúng ta phải cần biết cái này, đúng không ạ? Rất nhiều bạn bảo rằng gì ạ, anh ơi, cái nhiệm vụ kế toán kho rất là đơn giản, em chỉ cần nhìn vào cái quy trình của một cái doanh nghiệp là em có thể đọc ra nhiệm vụ của kế toán kho đó là gì rồi. Chỉ có gì ạ, nhập xuất kho rồi lên bảng xuất nhập tồn. Ok, đúng rồi. Nhưng mà gì ạ, để chi tiết hơn, để hiểu rõ hơn thì chúng ta phải có một cái quy trình rõ ràng, đúng không ạ? Và tôi đã tổng hợp cái quy trình rồi. Thì đối với nhiệm vụ kế toán kho ấy, thì chúng ta sẽ theo dõi theo đối tượng các bạn nhé. Cái đối tượng thứ nhất của chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là hàng hóa và nguyên vật liệu. Đối tượng thứ hai đó gì ạ, đó là tài sản cố định và công cụ dụng cụ. Đối tượng thứ ba là với công nợ đầu vào. Đấy, chúng ta phải có ba cái đối tượng như thế này, được chưa ạ? Thì bám sát vào ba đối tượng đó thì chúng ta sẽ ra được cái nhiệm vụ của từng đối tượng một, thì nó sẽ ra được cái nhiệm vụ tổng quan của gì ạ, kế toán kho là gì, đúng không ạ? Rồi, thế thì chúng ta vào cái nhiệm vụ đối với cái hàng hóa và nguyên vật liệu này thì tôi chia ra làm ba bước. Khi mà bạn theo dõi cái hàng hóa và nguyên vật liệu có ba bước. Bước thứ nhất đó gì ạ, chúng ta lập những cái phiếu xuất nhập tồn này, xuất nhập kho này, rồi là chứng từ lưu chuyển nội bộ này, phiếu chi, phiếu yêu cầu vật tư, đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, chúng ta tổng hợp và gói gọn nó lại, được chưa? Và bước thứ hai là chúng ta sẽ gì ạ, cứ cuối mỗi tuần là chúng ta sẽ tổng hợp những cái phiếu đó vào và lên cái bảng xuất nhập tồn, lên cái phiếu nhập kho xuất kho và gửi về cho phòng kế toán. Và đến cuối mỗi tháng chúng ta lại làm lại một lần nữa để chúng ta gửi lên và so sánh xem có sai sót và có chênh lệch ở đâu không. Như thế mới gọi là cái quy trình chuẩn. Chứ còn gì ạ, thường thường bây giờ các doanh nghiệp chúng ta là gì, là cứ cuối mỗi tháng, có khi là gì ạ, cuối công trình chúng ta mới yêu cầu kế toán kho gửi những cái giấy tờ như là phiếu xuất kho, nhập kho, rồi là biên bản giao hàng đó về cái phòng kế toán. Thì khi đó có sự chênh lệch về khoảng thời gian gây đến như vậy, sự tồn kho ảo hoặc là âm kho, đúng không ạ? Đấy, thì khi đó chúng ta không xử lý kịp thời được. Ok, thì nhân tiện đây thì trong cái khóa học này, trong cái video này tôi có tặng cho các bạn cái file quản lý kho, theo dõi xuất nhập tồn, phiếu chi, phiếu nhập kho và quản lý in hợp đồng tự động, đối chiếu công nợ, nhật ký chung, thì các bạn có tải ở đây này, được chưa? Tải ở đây nhá. Đấy, thì các bạn vào như nào, vào trang kế toán xây dựng, các bạn vào cái nhiệm vụ và các sai lầm của kế toán kho cần biết thì các bạn có thể tải ở đây được, đúng không ạ? Đấy, rồi thì tôi sẽ mở cái file quản lý kho này lên để tôi nói qua một số cái cách sử dụng cho các bạn dễ hiểu. Đây, thì đây là cái file kế toán kho mà tôi gửi và tặng cho các bạn, dành tặng cho những bạn nào đang làm kế toán kho để chúng ta tối ưu hóa cái công việc của các bạn, đúng không ạ? Rồi, như các bạn nhìn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có thông tin doanh nghiệp, danh mục khách hàng, thẻ kho, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, ở đây nó ghi nhập nhá, và nhập xuất có nghĩa là gì ạ? Tổng hợp nhập xuất ở hàng tuần một, còn tổng xuất tổng hợp nhập xuất tồn của một tháng thì ở đây, được chưa? Đấy, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem lần lượt, thì ban đầu là chúng ta phải điền thông tin doanh nghiệp rồi này, được chưa? Rồi tiếp theo là chúng ta gì ạ? Danh mục khách hàng là chúng ta phải theo dõi mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế và phát sinh trong kỳ là bao nhiêu để chúng ta theo dõi có sự chênh lệch hay không. Và quan trọng là chúng ta phải theo dõi gì ạ? Cái số tiền mà chúng ta phải trả đấy, tí nữa là chúng ta theo dõi cái đối tượng là công nợ ở đây, được không ạ? Rồi, và sau đó là các bạn vào phiếu nhập kho và xuất kho, nó lên được bằng xuất nhập tồn như ở đây đấy. Thì bảng xuất nhập tồn này thì nó hoàn toàn là tự động thôi, các bạn chỉ cần nhập ở phiếu nhập xuất thôi thì nó sẽ lên được cái bảng tổng hợp xuất nhập tồn này, được chưa? Thì ở đây có mã vật tư, tên vật tư, tồn đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ và tồn cuối kỳ là như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy chi tiết ở đây. Và nữa thì nó còn có diện đơn giá xuất bình quân cuối kỳ ở đây, thì các bạn có thể đơn giá bình quân luôn. Và cái quan trọng nữa là nó giúp các bạn tối ưu hóa cái việc mà chúng ta diện đánh cái phiếu nhập xuất kho này này. Đấy, thì ở đây các bạn chỉ cần diện thay đổi cái phiếu nào các bạn muốn in ra, đây ví dụ số 2 các bạn in ra, đấy nó thay đổi luôn, đúng không ạ? Đấy, không phải việc là chúng ta ngồi viết tay như trước nữa, mà bây giờ diện chúng ta in máy ra luôn. Đấy, đấy các bạn thấy nhanh không ạ? Nó tự động thay đổi luôn và chúng ta in ra, chúng ta kẹp vào và cuối mỗi tháng chúng ta gửi về cho doanh nghiệp. Còn ở doanh nghiệp của tôi diện cứ cuối mỗi tuần là anh phải thông báo về rồi. Đấy, thông báo bản photo thôi, được chưa? Rồi cuối mỗi tháng anh phải tổng hợp lại một lần nữa xem có sự chênh lệch gì không, đúng không ạ? Đấy là sự quản lý. Ok, quay trở lại cái vấn đề của chúng ta. Đấy, bước 2 là cuối mỗi tuần này, bước 3 là cuối mỗi tháng này, anh phải lên báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn hàng tháng anh gửi về cho phòng kế toán, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là đối với cái nhiệm vụ là
hàng hóa và nguyên vật liệu. Thế thì còn đối với tài sản cố định và công cụ dụng cụ thì sao? Đúng không? Kho thì chúng ta vẫn phải quản lý công cụ dụng cụ mà, vẫn quản lý tài sản cố định, đúng không? Thì các bạn cũng làm ba bước, nó rất là đơn giản thôi. Bước 1 là chúng ta theo dõi cái sự tăng giảm của cái công cụ dụng cụ, của tài sản cố định của từng bộ phận một, được chưa? Rồi bước 2 là với mỗi cái tài sản này thì nó phục vụ cho cái bộ phận nào, văn phòng nào, thì các bạn phải có một cái mã riêng của mỗi bộ phận của văn phòng đó để chúng ta còn tổng hợp chi phí của từng cái đối tượng một, đúng không ạ? Bước 3 là chúng ta lập cái bảng theo dõi cái tài sản cố định công cụ dụng cụ đó, xem là nó tăng, nó biến động như thế nào về cái nguồn cung ứng của cái công cụ dụng cụ của cái tài sản đó, đúng không ạ? Cái hiệu quả sử dụng nữa, thì sau này nó sẽ còn ảnh hưởng đến cái sự đánh giá của nhà sử dụng nữa, đúng không ạ? Nhà sử dụng chính là chủ doanh nghiệp đấy, đúng không ạ? Rồi, cái đối tượng thứ ba là đối với công nợ đầu vào. Công nợ đầu vào thì kho thì chỉ quản lý về công nợ đầu vào thôi mà, đúng không ạ? Còn công nợ đầu ra thì là ở phòng kế toán người ta sẽ quản lý rồi, chúng ta không phải quản lý nữa. Thì chúng ta cũng có 4 bước. Thì thứ nhất là gì ạ? Chúng ta theo dõi những nguyên vật liệu hàng hóa tương công cụ tha qua cái tài khoản 331, hay là các bạn có thể theo dõi ở cái phần cái nhà cung cấp này này. Đây, đấy. Là chúng ta cũng theo dõi được cái số tiền phát sinh trong kỳ đấy là bao nhiêu, đúng không ạ? Và cái quan trọng hơn là dạ, với mỗi cái hóa đơn nào trên 20 triệu thì chúng ta phải dạ, phải báo cáo lên cái phòng kế toán, hoặc là các bạn có thể quy định rằng dạ, tại phòng kho ấy thì kế toán kho chỉ được thanh toán những cái mặt hàng nào dưới 20 triệu thôi. Và đặc biệt phải lưu ý, và rất nhiều bạn kế toán chúng ta đang bị sai, hoặc là chúng ta chưa hiểu được cái bản chất. Tại vì chúng ta mới làm mà, sinh viên mới ra trường, hoặc là chúng ta mới chuyển sang nghề, chúng ta chưa hiểu rõ đó gì ạ. Thế thì thấy trên bảo gì ạ, cứ trên dưới 20 triệu thì anh được thanh toán bằng tiền mặt. Thế thì sáng lấy của cái công ty A một cái hóa đơn 10 triệu đấy, thanh toán bằng tiền mặt, được chưa? Chiều lấy thêm một cái hóa đơn nữa 15 triệu lại thanh toán bằng tiền mặt. Thế thì đưa lên phòng kế toán, hoặc là cuối tháng chúng ta mới đưa lên, khi đó chúng ta không xử lý kịp nữa thì cái gì ạ, cái hóa đơn đó hay hóa đơn đó chúng ta sẽ bị không được khấu trừ đầu vào. Tại vì sao? Nó trên 20 triệu trong một ngày, được chưa? Lấy của một công ty tổng các cái hóa đơn trong ngày đó trên 20 triệu thì chúng ta phải thanh toán bằng chuyển khoản. Cho nên cái việc mà chúng ta thanh toán cái thủ kho ấy thì hạn chế, tuyệt đối không được, được chưa? Phải phân biệt ra cái nhiệm vụ thanh toán cho từng người. Hoặc là các bạn có thể tổng hợp lại và cứ cuối mỗi tuần các bạn gửi về, và có thể báo với cái nhà cung cấp là gì ạ? Quy trình của bên em là gì ạ? Cứ cuối mỗi tuần mới nhận. Còn nếu mà người ta không chấp nhận ý, thì cuối mỗi ngày chúng ta tổng hợp lại, và nếu mà có sự vượt hơn 20 triệu thì chúng ta sẽ gửi lên phòng kế toán. Đấy. Và quy trình của công ty tôi cũng thế, cứ cuối mỗi ngày thì tôi mới cho diện thanh toán, đúng không ạ? Rồi, và các bạn cần lập phiếu chi tiền nhập xuất cho cái bộ phận theo dõi trên 152 và 156. Đấy. Rồi, cái này thì rất là đơn giản, đúng không ạ? Và cuối cùng là chúng ta sẽ tổng hợp và gửi lên cái gì ạ? Gửi lên cho kế toán trưởng, kế toán, phòng kế toán để người ta tổng hợp và người ta theo dõi cho đúng luật, đúng không ạ? Rồi, đấy là cái việc mà chúng ta, cái quy trình mà chúng ta theo dõi kho và nhiệm vụ của chúng ta đối với ba cái đối tượng như thế. Thế thì với kế toán kho ấy thì chúng ta tưởng chừng như thế là rất đơn giản, nhưng mà nó có rất nhiều lỗi đấy. Thì sau đây tôi sẽ liệt kê khoảng 8 đến 9 lỗi của kế toán kho mà chúng ta hay gặp phải. Lỗi thứ nhất là nhiều anh em ghi nhận hóa đơn không đầy đủ, không có chứng từ, không có phiếu nhập kho, không phiếu xuất kho. Tại vì sao? Chúng ta chủ quan gì ạ? Giao hàng đến, chúng ta lấy cái phiếu nhập kho đấy, phiếu giao hàng đó chúng ta để vào, nhưng mà do không có cái quy trình luân chuyển chứng từ cho nên là gì ạ? Cái nhiệm vụ của kế toán kho đấy người ta không rõ, người ta để luôn đấy, và sau đến cuối tháng hoặc cuối công trình người ta làm mất, đúng không ạ? Đấy, nó gây ảnh hưởng, và đặc biệt ảnh hưởng trong cái việc mà gì ạ, mà bên kia lại còn không xuất hóa đơn cho chúng ta nữa, nó gây cái tình trạng là gì ạ, vật liệu thì chúng ta lấy trước rồi, nhưng mà hóa đơn lại về sau cái ngày mà chúng ta xuất hóa đơn đầu ra đấy, lúc đấy có một cái tình trạng rất là khó xử như thế. Quay trở lại chúng ta tìm cái phiếu nhập kho xuất kho thì lại không còn đấy. Các bạn nên nhớ là chúng ta gì ạ, có một cái quy trình luân chuyển chứng từ cho nó rõ ràng từ đầu thì chúng ta sẽ làm chuẩn hơn. Lỗi thứ hai đó là ghi nhận sai giá gốc. Cái này thì cũng ít bạn mắc phải thôi. Đấy là gì ạ? Nhiều bạn chúng ta chưa học và chúng ta chưa hiểu được cái bản chất khi mà chúng ta lên gì ạ? Nhập vào cái phiếu nhập kho này. Đây tôi sẽ mở. Đây, tổng hợp nhập xuất đây. Chúng ta làm cái nhập kho này thì cái đơn giá thì lại chúng ta lại điền luôn là gì ạ? Là đơn giá có thuế giá trị gia tăng vào đây. Thế nó gây ra cái tình trạng gì ạ?
gây ra cái tình trạng là chúng ta sai cái giá vốn, được giá gốc của nó, được chưa? Hoặc là gì ạ? Cái hóa đơn vận chuyển thì chúng ta lại không chia, không phân bổ vào trong này. Đấy, không phân bổ vào đơn giản của cái chuyến chuyển chuyến hàng mà vận chuyển hàng hóa đó, nó gây cái tình trạng là sai cái giá gốc, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Đây, lỗi thứ ba là không có sự liên kết, nó gây ra cái gì ạ? Chênh lệch thì cái này chúng ta đã nói rồi, đúng không ạ? Chưa xây dựng quy chế vật tư định mức tiêu hao. Cái này thì ở doanh nghiệp của tôi ý, thường thường tôi sẽ cho một bạn kế toán ở phòng xuống và dán cái định mức xuống, được chưa? Ví dụ là anh sản xuất quy trình cái nhựa đấy thì anh phải có một cái bảng liệt kê là cái ca này, được chưa? Cái ca ấy, cái ca múc nước ấy thì nó gồm những cái gì, vật tư như thế nào, anh phải dán quy định ở đó. Thì khi mà cái phòng sản xuất người ta đến yêu cầu xuất kho ra thì chúng ta nhìn vào đó thì xem là người ta đã yêu cầu có đúng hay không, và chúng ta tính sơ bộ xem là có thừa hay không để chúng ta xuất ra cho nó chuẩn, đúng không ạ? Đấy. Rồi, lỗi thứ năm là không có bảng xuất nhập tồn, là do cái lỗi này là do gì ạ? Quy mô của chúng ta bé, hoặc là gì ạ? Chúng ta chưa làm bài bản, dẫn đến cái việc là còn nơ là trong cái việc quản lý kho, dẫn đến kế toán kho người ta chưa biết làm và không tổng hợp, đúng không ạ? Rồi, lỗi 6 là không đúng với số liệu thực tế, xuất nhập kho không đúng và ghi số liệu khống. Cái này thì cái này do quản lý thôi, nên cho nên là với những cái kho lớn thì các bạn nên có 2-3 người kho quản lý kho để chúng ta giám sát lẫn nhau, đúng không ạ? Nếu mà một kho thì có thể người ta sẽ xuất khống để người ta ăn phần trăm đấy, hoặc là ăn tiền gì đấy, thì cái đấy hầu như các chủ doanh nghiệp thì đều có cái cách quản lý riêng rồi, thì tôi không nói nữa, đúng không ạ? Hoặc đơn giản là chúng ta hạch toán sai đấy, chúng ta không qua kho mà chúng ta vẫn đưa vào gì ạ, 152 và 153. Rồi tiếp theo là gì ạ? Chúng ta không hạch toán phí vận chuyển, không ký hợp đồng. Đấy, rồi ok. Lỗi thứ 9 là không quản lý chặt chẽ không mua hàng, bộ phận mua hàng khống giá. Khống giá, cái này thì vấn đề này thì rất là lớn đấy, đúng không ạ? Tại vì sao? Khi mà đầu vào chúng ta chênh lên, do cái người quản lý người ta mua vào ấy, người ta đáng nhẽ chỉ có 10 thôi mà khai báo lên 20 để báo về kế toán, để kế toán trả lại cái tiền chênh lệch 10 và ăn được 10, đúng không ạ? Thế thì chúng ta phải có cái bộ phận quản lý như tôi nói rồi, phải có 2 đến 3 người để chúng ta quản lý dưới kho, được chưa? Để nó dạng giám sát lẫn nhau, đúng không ạ? Rồi không thể nào mà 3 người cùng thông đồng với nhau được. Đấy, rất ít cái trường hợp đó, trừ khi là 3 người đấy là dạng đã quen biết nhau từ trước rồi. Ok. Thì đấy là những cái lỗi mà chúng ta hay mắc phải. Ok không ạ? Thì cái buổi hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Nếu mà các bạn nào có vướng mắc gì hay có thắc mắc gì về cái kế toán thì các bạn có thể comment ở phía dưới, tôi có thể lọc ra và chắt lại những cái câu hỏi hay tôi chia sẻ cho các bạn, đúng không ạ? Hoặc là bạn nào mà chưa đăng ký nhận những cái món quà miễn phí thì các bạn có thể vào trang Amatac hoặc là trang kế toán xây dựng để chúng ta nhận những cái quà tặng của tôi, đúng không ạ? Đấy, đây này. Đấy, các bạn có thể vào đây nhận những cái quà tặng của tôi. Đấy, ok không ạ? Rồi, và các bạn nhớ đăng ký kênh nhá và ấn nút chuông để nhận được cái thông báo mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.